Tròn 20 năm tham gia Công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp CITES, việc hạn chế tiêu thụ sừng tê giác tại Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Những thông tin thiếu căn cứ về công hiệu thần kỳ của mặt hàng này khiến nó bị làm giá nghiêm trọng, thu hút những người kinh doanh bất chính. Đây cũng là nhận định của nhiều chuyên gia tại hội thảo tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội trong việc tuyên truyền giảm nhu cầu sử dụng sừng tê giác ở Việt Nam. Do Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, cơ quan quản lý CITES tại Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với cùng tổ chức Human Society International, gọi tắt là HIS, tổ chức sáng nay. Con tê giác cuối cùng của Việt Nam đã bị tuyệt chủng vào năm 2010, nhưng cho đến nay thì Việt Nam vẫn là một trong những nước nhập và sử dụng sừng tê nhiều nhất trên thế giới. Thực tế là sừng tê giác ở Việt Nam được buôn bán một cách trao tay lén lút và thậm chí là trong một số nhà thuốc đông y truyền thống với mức giá rất cao. Chỉ thống kê tại Hải quan Tân Sơn Nhất cho biết năm 2013 đã có 4 vụ buôn lậu sừng tê bị phát hiện với 27 sừng. Trong năm 2014 đã có 1 vụ buôn lậu sừng tê bị phát hiện với 5 sừng. Ngoài tiêu thụ của hình thức buôn lậu thì hiện nay với chính sách cho săn thú làm chiến lợi phẩm của chính phủ Nam Phi, ngày càng có nhiều người Việt Nam sang Nam Phi để tiến hành săn thú và nhập sừng tê về một cách chính đáng. Mặc dù không được phép kinh doanh các loại sừng tê những loại phẩm, nhưng những người săn sừng tê tại Việt Nam sang Nam Phi cũng đã bán đi những sản phẩm sừng tê của mình. Để hạn chế nạn săn bắt sừng tê thì chính phủ Nam Phi đã tiến hành cách thức tiêm thuốc độc vào trong sừng tê đối với những con tê giác còn sống. Chất độc này không có tác dụng đối với con tê giác nhưng sẽ có tác dụng xấu đối với sức khỏe của con người. Ngoài ra, nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước đã khuyến cáo sừng tê không có tác dụng gì đặc biệt đối với sức khỏe của con người. Thành phần chủ yếu của sừng tê là các loại protein tương tự như trong tóc người, mỏ của vẹt. Tuy nhiên, với những lời đồn thổi thì giá của sừng tê ngày càng tăng cao. Nhiều người tin rằng sừng tê chữa được rất nhiều bệnh. Điều này là sai lầm vì chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh sừng tê có thể tăng cường sức khỏe hay là chữa bệnh, trong khi sừng tê rất đắt và người sử dụng đang phí tiền vì nó. Do những cái đồn thổi về cái công dụng của sừng tê giác, mà tôi nhấn mạnh đây mới chỉ là đồn thổi chứ không có bất cứ một cái bằng chứng khoa học nào chứng minh rằng là cái tác dụng của sừng tê giác đối với sức khỏe, và do vậy thì cái giá của cái sừng tê giác được đẩy lên rất là cao, thậm chí có những thời điểm mà có giá có lên tới hơn 100 triệu một lạng sừng tê giác. Thế như vậy thì để có khả năng mà mua được cái sản phẩm này thì bắt buộc là phải là những người mà có tiền. Một thông tin khác của cơ quan CITES Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết thì trong 10 năm qua, tình hình mua bán và tiêu thụ sừng tê tại Việt Nam chưa bao giờ suy giảm.